Asus ROG Zephyrus G14 và ROG Zephyrus G15 đều là phiên bản 2022 trong tầm giá từ 44 cho tới 47 triệu đồng. Đây đều là hai chiếc laptop gaming creator đẳng cấp của năm 2022. Nhưng mà với Zephyrus G15 có một số những cái điểm nó nhỉnh hơn, vượt trội hơn hẳn, nhưng mức giá lại rẻ hơn đến tận 3 triệu đồng. Vậy thì điểm khác biệt ở đây là gì? Hãy cùng Laptopway tìm hiểu luôn trong video này em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, đây sẽ là hộp của hai chiếc máy này. Thì với G14 trong ta một chiếc hộp thiết kế mới mẻ hơn, đẹp mắt hơn khá nhiều so với cả G15, vẫn được sử dụng thiết kế cũ, đúng nào? Vậy thì hãy cùng đến ngay với nhân vật chính của chúng ta, anh em nhé. Ok, thì đây sẽ là nhân vật chính chúng ta. Về cái ngôn ngữ thiết kế của hai chiếc máy này thì gần như G15 sẽ chỉ là phiên bản phóng to của G14 mà thôi. Hay nói ngược lại, G14 là phiên bản thu nhỏ của G15. Chúng ta vẫn sẽ có một cái phần mặt lưng vát chéo như thế này, trông nó rất là đồng nhất. Logo ROG ở phía bên dưới và sẽ có những cái chấm li ti ở phần mặt lưng. Thì trên Zephyrus G15 anh em sẽ có một cái tấm phim RGB ở phía bên trong mà thôi. Trong khi đó thì với G14 anh em sẽ có hẳn một dải anime magic led ở phía bên trong này. Thì anh em để thấy rằng là với cái chiếc Zephyrus G14 chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ với cái phần mặt lưng này luôn ấy. Còn với G15 thì nó sẽ chỉ là một cái tấm RGB phản quang lên mỗi khi mà ánh sáng chiếu vào mà thôi. Đó là một cái điểm khác biệt nữa để cho chúng ta một chiếc Zephyrus với giá thành cũng nhỉnh hơn, đúng nào anh em. Chúng ta cùng đi tới những cái điểm khác nữa đi. Về thiết kế hay là những cái thứ xung quanh của hai chiếc máy này, kể cả về test hiệu năng thì mình đã nói khá là chi tiết, mình đã có những clip riêng biệt rồi. Cho nên nếu anh em quan tâm, mình sẽ để phía bên trên một cái danh sách dẫn tới clip của ROG, anh em có thể vào đó và tìm kiếm anh em nhé. Chúng ta cùng quay trở lại với hai chiếc máy này. Thì những cái điểm khác biệt ở đây nữa tiếp theo sẽ là gì? Về màn hình. Màn hình là một cái điểm quan trọng mà chúng ta không nên bỏ qua khi mà so sánh hai chiếc laptop này. Khi mà với Zephyrus G14, anh em đã có tới một chiếc màn hình có ROG Nebula để cho chúng ta một chiếc màn hình với những tiêu chuẩn nó đỉnh hơn. Có áp dụng ở đây những công nghệ nó giúp chúng ta quan sát được dễ chịu hơn và màu sắc đẹp đẽ hơn. Còn với G15 chúng ta vẫn chỉ có một chiếc màn hình gọi là IPS thông thường mà thôi, giống như là phiên bản của năm ngoái. Nhưng mà với phiên bản của năm nay chúng ta sẽ có một số khác biệt như là tần số quét màn hình cao hơn này, lên tới là 240Hz lận. So với cả chiếc G14 chúng ta sẽ chỉ có 120Hz mà thôi. Mặc dù cả hai chiếc màn hình này đều là 2K anh em nhé. Với G14 chúng ta sẽ có tỷ lệ khung hình là 16:10. Còn với G15 tỷ lệ khung hình là 16:9. G14 sẽ là 2560x1600. Còn với G15 sẽ là 2560x1440 anh em ạ. Mật độ điểm ảnh của G14 trong ta nhỉnh hơn khi mà nó đạt lên tới là khoảng 216 thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Còn với Zephyrus G15 thì chúng ta sẽ chỉ có là 188 ppi mà thôi. Một thứ nữa khác biệt nhá, đó chính là về mức độ sáng. Mức độ sáng màn hình của Zephyrus G14 được áp dụng công nghệ ROG Nebula, chúng ta sẽ có một cái mức độ sáng nó lên tới khoảng 500 nit. Còn với chiếc G15 anh em sẽ chỉ có là 330 nit mà thôi anh em ạ. Thì với G14 cho phép chúng ta có thể dễ dàng quan sát trong cả những môi trường ánh sáng mạnh được rất là dễ chịu, đúng không nào. Về độ phủ màu cũng như là về độ sai lệch màu thì G14 cũng nhỉnh hơn nữa khi mà độ phủ màu 100% sRGB, 100% DCI-P3 và khoảng độ 85% Adobe RGB. Trong khi đó thì với G15 anh em sẽ có 100% sRGB, 100% DCI-P3 và 86% Adobe RGB. Còn với độ sai lệch màu thì G14 sẽ nhỉnh hơn cho chúng ta, đó chính là Delta E. G14 nó sẽ chỉ có 1.1 mà thôi sau khi hiệu chỉnh. Còn với Delta E của G15 nó sẽ là 2.2 anh em ạ. Đó, sau khi hiệu chỉnh. Đó là một chút cái sự khác biệt. Thì thật ra với 2.2 để mà chúng ta có thể sử dụng vào làm đồ họa cũng là đã quá tốt rồi. Màu sắc lúc này thì rất là khó để có thể nhận ra sự sai lệch rồi. Thế anh em không cần phải lo lắng quá nhiều về hai chiếc mình này anh em nhé. Thì với G15 đó, một số các cái sự gọi là thấp hơn một chút đó, cho chúng ta mức giá thành phải nó rẻ rất là nhiều, trong khoảng độ hơn 44 triệu mà thôi. Trong khi đó thì với G14 chúng ta sẽ có những cái thứ nó mạnh mẽ hơn, nó cao cấp hơn và có nhiều custom hơn. Chúng ta sẽ có mức giá nhỉnh hơn, lên khoảng hơn 47 triệu đồng. Tiếp theo nhá, về cấu hình. Cấu hình có một chút sự khác biệt khi mà với phiên bản G14 chúng ta sẽ có cấu hình AMD Ryzen 7 6800HS. Chúng ta sẽ có card đồ họa là AMD Radeon RX 6700S với 8GB RAM. Với con RX 6700S này, hiệu năng của nó sẽ phải ngang ngửa với cả RTX 3070 anh em ạ. Còn với G15 thì sao? Chúng ta cũng sẽ có là AMD Ryzen 7 6800HS. Chúng ta cũng sẽ có là card đồ họa rồi, nhưng mà đây là phiên bản NVIDIA GeForce, không phải của AMD nữa, mà bây giờ chúng ta đến với NVIDIA rồi. Và nó được sử dụng là RTX 3060. Wow, như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là với 3060 thì chắc chắn là hiệu năng của nó sẽ không được bằng so với cả RX 6700S rồi. Một con là 6GB RAM, một con là 8GB RAM, nó đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều rồi, đúng nào. Với RX 6700S, nó cho chúng ta mức TDP lên tới là 100W điện trên cái thân hình nó nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Mức hiệu năng của nó đạt cho chúng ta rất rất là cao, và đặc biệt là khi mà mình chiến những cái tựa game
nặng như là GTA 5 mình có để lên mức setting cao nhất luôn. Và hiệu ứng đổ bóng của nó thật sự là không có thua kém gì so với cả Ray Tracing ở trên NVIDIA cả. Với chiếc RTX 3060 6GB ở đây thì anh em sẽ có mức TDP lên tới là 120W. Tuy nhiên thì với thân hình đồ sộ hơn, lớn hơn, trọng lượng cũng cao hơn nữa, hệ thống tản nhiệt cũng thoáng hơn thì chắc chắn là mức TDP của nó có thể dễ dàng đẩy lên cao hơn so với cả một thiết bị nó nhỏ gọn như này, đúng không nào anh em. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có hai chiếc máy này đều sử dụng RAM là 16GB DDR5 anh em nhé, một thanh onboard và một thanh có thể nâng cấp được. Và ổ cứng trên phiên bản G14 sẽ là 1TB, trong khi đó thì G15 sẽ chỉ là 512GB mà thôi. Trên G14 chúng ta có PCIe Gen 4 rồi anh em nhé. Đó là về cái thông số cấu hình của hai chiếc máy này. Hãy cùng mình đi qua so sánh nốt những cái thứ xung quanh nữa đi anh em nhỉ. Để mà nói cái cấu hình này, để mà nói là sử dụng về những cái tác vụ đồ họa này hay là anh em có chiến game này thì miễn bàn, không phải suy nghĩ nhiều nữa bởi vì nó quá là mạnh mẽ rồi. Ở đây là mình so sánh xem chiếc nào có mức độ gọi là cao hơn trong ta thôi. Và đặc biệt là với cái mức giá thành như thế thì trang bị cấu hình như thế này trên chiếc G14 hay là G15 cũng là khá dễ hiểu, đúng không nào anh em. Những cái điểm nâng cấp nó của phiên bản năm nay nhá. Nếu mà trên cả hai phiên bản G14 và G15 của năm ngoái chúng ta sẽ không có webcam, chúng ta sẽ không có một chút gì ở phía bên trên này cả, thì với phiên bản của năm nay chúng ta đã có thêm là webcam, sẽ có thêm micro thoại, micro chống ồn, sẽ có cả micro thu hai hướng để có thể lọc ồn, và sẽ có cảm biến nhận diện khuôn mặt thông qua Google Hello. Cả hai chiếc máy này đều có cho anh em luôn. Và ngoài ra nữa thì ngoài cảm biến khuôn mặt ra, anh em vẫn sẽ có cả cảm biến vân tay một chạm tích hợp với nút nguồn trên cả hai chiếc máy này. Ok, đó là về cái sự thay đổi của phiên bản năm nay. Và với phiên bản G14, bàn phím ấy, thì trong video review lần trước mình có nói rằng là nó không mang lại cho mình những cái sự thay đổi nhiều về layout thiết kế hay là về mọi thứ option trang bị đi kèm. Tuy nhiên ấy, đó là so với cả phiên bản năm ngoái thôi. Vì chúng ta có thể dễ hiểu rằng là phiên bản năm ngoái họ đã cho chúng ta một chiếc bàn phím phải nói là quá tốt rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể hài lòng với cả phiên bản bàn phím của năm nay. Cả G15 cũng vậy, nó vẫn cho chúng ta một chiếc bàn phím với hành trình phím nó vừa đủ sâu, chơi game hay là soạn thảo văn bản hay là làm đồ họa, làm việc ở trên này nó đều là tốt anh em nhé. Với chiếc G15 này thì mang tới cho anh em trong tầm giá khoảng 44 triệu đồng hơn, chúng ta đã có LED RGB phía bên dưới phần bàn phím rồi. LED này thì nó không phải là quá sáng để chúng ta có thể dễ dàng quan sát trong môi trường ánh sáng mạnh. Tuy nhiên thì sử dụng trong môi trường gọi là điều kiện chiếu sáng nó lại khá là tối ưu. Còn với G14 chúng ta cũng có LED nhưng mà nó là LED trắng anh em ạ. LED trắng vào thôi. Ok. Một chút so sánh nhỏ về bàn phím với loa bên cạnh đi. Thì loa của chiếc G15 được chạy hai giải dài ở hai bên, còn với G14 thì sẽ là hai cái nhúm nhỏ phía bên trên này mà thôi này. Gầm máy cũng sẽ có hai loa woofer ở phía bên dưới gầm này. Còn với G15 thì bên dưới gầm máy chúng ta cũng sẽ có loa anh em nhé, hai giải loa ở phía bên dưới. Đấy, tổng cộng chúng ta sẽ có thêm 6 loa trên chiếc G15 này. Tuy nhiên thì với cái công nghệ khuếch đại âm thanh thế hệ mới của ROG trang bị lên chiếc G14 thì phải nói rằng là công nhận một điều rằng loa của chiếc G14 năm nay họ làm cho ta một chiếc loa nó tốt hơn nhiều so với cả phiên bản năm ngoái. Về cái chất lượng âm thanh, về cái mức độ hoàn thiện âm thanh và cho chúng ta một cái trải nghiệm nó phải nói là thực sự rất là tối ưu rồi. Và mình rất là thích trải nghiệm âm nhạc ở trên chiếc G14 này, đó là một lời khen. Tiếp theo, touchpad. Hãy cùng nhìn ở phía bên dưới sẽ là touchpad. Thì tất nhiên là nếu như mà chúng ta nghĩ vào G15 rõ ràng lớn hơn, trong ta chiếc touchpad lớn hơn là cái chắc rồi, đúng không nào anh em. Nhưng mà khi mà mình đặt hai chiếc touchpad này cạnh nhau thì nó không có sự khác biệt gì nhiều cả. Anh em có thể thấy này, đó, chiều ngang gần như là bằng nhau, đúng nào, chiều ngang gần như là bằng nhau luôn. Và về cái chiều rộng thì có thể là G15 nó sẽ nhỉnh hơn một chút do kích thước màn hình lớn hơn. Đó, chúng ta sẽ có nhiều không gian về chiều rộng này hơn. Còn G14 thì thu hẹp lại một chút. Tuy nhiên nhá, với cái việc thu hẹp lại chỉ một xíu như thế, khoảng độ 5-10% thì nó không có gì là đáng kể cả. Nó vẫn cho chúng ta một chiếc touchpad quá là rộng để có thể sử dụng trực tiếp ở trên này, không chê được. Chúng ta hoàn toàn có thể mang chiếc máy ra ngoài mà không cần thiết phải cầm theo chuột rời hay bàn phím rời nữa. Những cái thứ mang lại trong ta ở trên này đã là quá đủ rồi anh em ạ. Ok, đó là một số những cái thứ xung quanh. Rồi, hãy cùng mình đi qua tới cổng kết nối đi. Cổng kết nối ở trên phiên bản, trên cả hai phiên bản này thì chúng ta tất nhiên rồi, CPU AMD sẽ không có giao thức Thunderbolt đâu. Nhưng mà em cũng sẽ có hai cổng Type-C anh em nhé, trên cả hai chiếc máy này. Đó, với G15 anh em sẽ có hai cổng Type-C, có DisplayPort và một cổng có cả Power Delivery để có thể cắm sạc công suất cao 100W qua đây nữa. Có jack audio 5, có USB Type-A, có cổng mạng LAN RJ45, HDMI, có cổng nguồn. Cạnh phải thì anh em sẽ có thêm một cổng A và một khe cắm thẻ microSD. Đó là với G15. Sang tới G14 thì anh em sẽ bố trí cổng kết nối nó kiểu khác biệt đi một chút. Cổng nguồn công suất lớn, cổng HDMI full size, một cổng USB Type-C, có DisplayPort, có Power Delivery để có thể cắm sạc qua đây, và một jack audio 5.
Cạnh bên phải thì ở bên này anh em sẽ có sự xuất hiện thêm nhiều cổng kết nối hơn, như là cổng A 2 cổng này, thêm một cổng C nữa và một khe cắm thẻ microSD. Mình thì mình thích cái sự bố trí cổng kết nối ở trên chiếc G15 hơn. Lý do là vì anh em đã quá rõ ràng rồi, những cái chiếc laptop mà nhỏ gọn linh hoạt như hai chiếc máy ở đây, chúng ta thường xuyên sẽ mang đi ra ngoài làm việc rất là nhiều và không tránh khỏi những tình trạng chúng ta sử dụng ở những môi trường hẹp, đúng không nào? Thì cái việc chúng ta có thể cắm thêm các thiết bị ngoại vi khác như là USB, như là dock chuyển đổi, hay là một số các cái thiết bị khác như là chuột và phím, nó sẽ hơi bị vướng víu ở cạnh bên phải một chút. Còn với G15 họ đẩy hết sang bên cạnh trái, một số cổng phụ nhỏ ở bên phải mà thôi. Điều này sẽ tiện hơn rất là nhiều anh em ạ. Ok, thì mình có nói là hai chiếc nhỏ gọn linh hoạt, đúng không nào? Hai chiếc máy gaming nhỏ gọn linh hoạt. Thì cụ thể với chiếc G14 chúng ta sẽ chỉ có trọng lượng là 1,72kg cho một cái cấu hình nó khủng khiếp như thế này mà thôi anh em ạ. Quá khủng khiếp, đúng không nào? Tưởng tượng anh em đi mua một cái cục nhôm nó đen như thế này, đấy, 47 triệu, có 1,72kg. Còn với G15 thì sao? Anh em sẽ có 1,9kg trong mức giá chỉ có 44 triệu đồng. Tức là bây giờ nếu mà chúng ta tính cân nặng trên giá thành thì tức là chiếc G15 này nó đáng giá hơn, đúng không nào anh em? Không phải như vậy đâu. Những gì mà LG mang lại cho chúng ta trên cả hai chiếc máy này, đặc biệt là trên chiếc G14 2022 này, đã là quá đáng giá rồi anh em ạ. Với một cái trọng lượng nhẹ hơn đi kèm với cả một cái thiết kế nó cũng nhỏ gọn hơn khá là nhiều trên chiếc Zephyrus G14 này, thì cái thời lượng pin của nó cũng rút gọn lại hơn một chút so với cả G15 anh em ạ. Khi mà em được trang bị viên pin là 4 cell và 76 Wh. Nếu như mà anh em xem video offline Full HD, anh em hoàn toàn có thể trụ được trong khoảng từ 7 đến 8 tiếng ở mức độ sóng hình trung bình. Hoặc là anh em có thể lướt web, anh em có thể soạn thảo văn bản, anh em chat chít các thứ. Đó là trên chiếc G14 anh em nhá. Nhớ là mức độ sóng hình trung bình và giảm tần số quét màn hình xuống 60Hz thôi anh em nhá. Còn trên chiếc G15, chúng ta sẽ có một thiết kế lớn hơn, cân nặng cũng cao hơn 1,9kg mà. Chúng ta sẽ có cái thời lượng pin nó cũng cao hơn một chút nữa, 4 cell và 90 Wh. Thì về cái thời lượng sử dụng, mình nghĩ là nó cũng khá là same nhau trên hai chiếc máy này, khi mà một chiếc máy thì cho chúng ta màn hình lớn hơn cơ mà. Đúng rồi anh em. Đó là cái bài so sánh nhanh của mình về hai chiếc laptop ở đây. Thì không biết là anh em có thắc mắc gì nữa không? Nếu mà anh em có bất kỳ thắc mắc gì, comment bên dưới cho mình trả lời luôn anh em nhé. Và nếu anh em cảm thấy thích video này, đừng quên ủng hộ Laptop World một like, một sub, cũng như là nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.